đồng á, lấy từ Long An mà người ta nuôi chạy á, người ta đi nhiều lắm, ngày nào cũng có cho mình chứ, tại vì mình đặt nguyên năm mà mình làm nguyên năm nguyên tháng mà đâu có ngày, mình rửa sao cho 2-3 nước rồi phải trà lại 2 lần muối mới không có mùi hôi. Mình luộc rồi mình cũng có bí quyết của quán mình nên nó không có hôi. Có đồ chua chứ có su hào nè, đồ chua thì có su hào, củ cà rốt nè, đu đủ nè, rồi gói sen nè, củ hú dừa nè, có nhiều loại lắm đó. Có tại vì mình làm muốn riêng biệt hơn người ta nên khi những cái nào mà mình bóp gỏi ăn được mình đem vô đây. Không, giống như mình quen khách đó, giống như là hai người vô đúng không, gốc cơ đùi thêm lòng, ngày nào cũng qua hết, có khi 1 tháng 30 ngày, đủ 1 tháng 30 ngày luôn. Thật, cái này mình không biết nữa, nhưng mà thấy cửa trưa có khoảng 12 giờ hay là gần 1 giờ vậy đó là có khách, nó trung thành lắm, hỏi ăn tới Tết là có tặng lịch không. Ăn liên tục luôn, mà không phải khách đó mà khách nào cũng vậy, 2-3 giống như người ta ở nhà xa lâu lâu người ta qua lần còn gần đây là ăn liên tục, ngày nào cũng có mặt hết đó. Thì mình bán đi quen mà nhiều lắm, nhiều khách lắm, thậm chí bên nước ngoài người ta đi, người ta còn ghé ăn đi xong rồi người ta về lần nào người ta cũng qua đi ăn liên tục. Giống người ta ở đây tuần 2 tuần người ta qua ăn đây hết 7-8 ngày rồi. Tên là Danh Cách, quán 217. Quán mình bán món gì ạ? Bán bún cháo vịt, bán gỏi vịt. Ở đây là địa chỉ số mấy? Địa chỉ 181-183 Bùi Thị Xuân, phường 1 Tân Bình. Bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Bán từ 10 giờ rưỡi cho tới 9 giờ tối. Thì mình sẽ có món gì với món gì ạ? Có gỏi vịt nè, có cháo nè, có bún nè, có miếng nè, rồi lòng mề vậy đó, theo khách người ta ăn. Nói chung là những món liên quan đến Bình đúng không? Đúng rồi. Quán của mình mở được bao lâu rồi hả? Chắc trên 13 năm rồi. Lúc trước là địa chỉ là 27 đó, là địa chỉ cũ. Rồi lên tới đây là lấy cái địa chỉ đó là làm cái thành cái tên quán. Đây là giá nãy giờ cũng 2 năm rồi không có lên. Là có lồng thì 570, không lồng là 540 một con. Tặng 2 bịch cháo, có gỏi đi kèm luôn. Ví dụ kêu gỏi 2 người, 3 người giá như thế nào? 2 người thì 120. Rồi tô cháo thì 12.000, tô bún dưới miếng thì nó đồng giá là 16.000 một tô đó. Hay là nếu mà kêu gỏi viên vậy thì sẽ không có bao gồm một cháo. Đúng một rồi, gì đúng thôi. Đúng. Gỏi 2 gỏi. Cái vịt mà mình bán là vịt gì anh? Cái này là vịt đồng á, lấy từ Long An lên. Vậy nếu mà chưa ấy lông chắc cũng khoảng 4,5 kg. Nó mà chín gì có khoảng cỡ 2 kg mấy, gần 3 kg, chèm 3 kg. Tại vì lúc trước có từng cân thử rồi. Đây giống vậy là nửa con nè, 270. Nó sẽ đi kèm một cặp cánh hay là một hoặc cái đầu gì đó. Rồi, đúng rồi. Nếu mà khách nào không yêu cầu thì tự mình chặt, chứ người ta không yêu cầu thì mình chặt luôn. Anh em thấy hình như cái dao này nó cũng thấy là bén đúng không? Nó cũng vậy à. 3 ngày, 4 ngày không có mài, chừng nào mài á nó mới bén dữ lắm. Tại vì em thấy là nó phải bén mới chặt cái khối thịt ra nó rất là đẹp. Thì giống như mình chặt hàng ngày nó quen tay rồi. Anh chặt cái này cũng được 6 năm rồi. Chặt không nghe, đứng chặt. Em làm xong rồi, em lấy cánh.
cả nhà. Cái đầu đúng không? Rồi cành thêm cái đầu nữa đi. Một cái đầu như vậy là 30 ngàn. Đầu là có cổ luôn á. Đúng rồi. Cánh cũng vẫn 30 ngàn. Đi con ơi. Đó, ai muốn ăn đùi á thì như vậy là 120 nè, gốc tư đùi. Gốc tư ớt như vậy là 150. Đúng rồi. Một dĩa này là chắc hai người ăn. Dạ, yeah, đúng rồi, hai người ăn á. Thì cũng có đồ chua với có su hào nè. Đồ chua thì có su hào, củ cà rốt nè, đu đủ nè, rồi ngói sen nè, củ hủ dừa nè. Có nhiều loại lắm. Đó, có. Tại vì mình làm muốn riêng biệt hơn người ta nên cái những cái nào mà mình bóp gỏi ăn được mình đem mình vô đây. Hình như là ngoài cái đó ra là bên đây gỏi là mình có gì ăn à? Gỏi hả? Có bắp cải nè, bắp chuối nè, rồi rau găm nè, bắp cải tím nè. Đó. Mình nước cái nước trộn là hình như em thấy là có trộn chung với hành tím đúng không? Đúng rồi, có làm nước giấm hành tím á, làm bằng hành tím. Cái dĩa này là nửa con nè, nửa con vậy là 270, nó có xe có gỏi đi kèm nguyên cái nửa con luôn đó, giống như hai dĩa này là một con. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì vừa người ta giao cho mình, người ta làm sạch rồi. Mình phải qua xử lý muối nè. Chứ giống như mình rửa sao cho 2-3 nước. Rồi phải chà lại 2 lần muối. Nó mới không có mùi hôi. Cái này là mình luộc luôn. Mình luộc rồi mình cũng có bí quyết của quán mình nên nó không có hôi. Cái này là vịt lúa, vịt đồng á, lấy từ Long An mà. Người ta nuôi chạy á, người ta đi nhiều lắm. Giống như ngày nào cũng có cho mình chứ. Tại vì mình đặt nguyên năm mà, mình làm nguyên năm, nguyên tháng mà, đâu có ngày. Giống như mình tối nay mình nhắn tin là ngày mai người ta đem qua. Nó nấu bằng gạo giống như là gạo để nấu cháo, nó cũng có độ dẻo. Có độ dẻo rồi đậu xanh. Có đậu xanh. Có đậu xanh.
Rồi mình lấy nước lèo nè, nước lèo luộc vịt nè. Tại vì nước lèo luộc vịt là nêm sẵn hết trơn các gia vị rồi. Mình lấy nước đó mình chỉ nấu thôi. Nó chỉ đơn thuần vậy thôi. Rồi huyết. Có chứ, có người người ta không, người ta nói là người ta thích ăn gỏi hơn ăn vịt. Có người thì người ta chủ yếu qua đây người ta ăn gỏi, người ta cũng có ăn vịt nhưng mà người ta ăn gỏi nhiều hơn, tại vì gỏi ở đây ngon. Này gì con? Đó, như vậy là tô 50 ngàn. Đó, giống như vậy là 40 ngàn. Đó là miếng vịt. Ừ, tại vì có xương, có xương có nạc, còn kia nạc không thì 50 ngàn một tô. Cháo huyết là huyết vịt luôn đúng không ạ? Không, cháo huyết là cháo huyết thôi. Cháo vịt là 40 ngàn một tô, cháo huyết là 12 ngàn một tô. Mà huyết đó là huyết vịt luôn hả? Đúng, sử dụng bằng huyết, huyết vịt hết. Giống như mình lấy bao nhiêu vịt đó, huyết bao nhiêu vịt đó đâu có đủ đâu, mình phải mua thêm. Giống như một chuyến vậy lấy thêm có khoảng 200 ngàn, 300 ngàn gì đó, tùy theo mình. À. Quang ơi, có đem hai bộ đồ bánh hả? Đúng rồi, đúng rồi. Đây một bộ này, cháu có bằng mình rồi. Cái này là muốn thịt cho băng là 2 ngàn. Cái nước mắm này, cái nước mắm này là chị chủ chị làm. Cái này là rất là do chị làm. À, đúng rồi. Riêng luôn đúng không? Cái bí quyết riêng của chị làm. Trong nước mắm mình là sẽ có gì đó? Sẽ có gừng nè, tỏi nè, rồi ớt. Có hành tím. Có hành tím, đó, chủ yếu là hành tím. Có ai mà người ta mê cái nước chấm đó mà nó biết xin gì? Có chứ. Ngày nào cũng khách qua mua còn là xin nước mắm nhiều thôi. Ngày nào có khi á, có khi hết mắm mà chưa hết vịt, nó hết mắm. Một cháo vịt nè. Cháo vịt luôn con ơi. Một con ăn ơi. Một con ơi, không có một cháo vịt. Không có cháo vịt đâu, một con. Một con. Một con cháo luôn. Nguyên con như vậy là không có lòng là 470, 570. Ê, 540. Nói lộn hoài. Nào có lòng là 570 con. Đó, có gỏi nè, có cháo nè. Có hai bịch cháo có khoảng 4 người ăn. Đúng rồi em ơi. Bye.
không lấy rau bắp cải. Lấy rau xong. Nguyên tuần có luôn. Đúng. Là ăn đổi món luôn hay là chỉ ăn một món thôi? Không, giống như mình quen khách đó, giống như là hai người vô đúng không? Góc cơ đùi, thêm lòng. Ngày nào cũng qua hết. Có khi 1 tháng 30 ngày, đủ 1 tháng 30 ngày luôn. Thật. Cái này mình không biết nữa, nhưng mà thấy cửa trưa trưa có khoảng 12 giờ hay là gần 1 giờ vậy đó là có. Khách nó trung thành lắm, hỏi ăn tới Tết là có tặng lịch không. Ăn liên tục luôn mà không phải khách đó mà khách nào cũng vậy. Nó 2-3 giống như người ta ở nhà xa lâu lâu người ta qua ăn lần, còn gần gần đây là ăn liên tục, ngày nào cũng có mặt hết. Có khách nào mà từ quán cũ tới giờ? Có chứ, nhiều lắm á. Tại mình bán đi quen mà, nhiều lắm, nhiều khách lắm. Thậm chí bên nước ngoài người ta đi, người ta còn ghé ăn đi xong rồi người ta về lần nào người ta cũng qua đây ăn liên tục. Giống người ta ở đây tuần hai tuần người ta qua ăn đây hết 7-8 ngày rồi.